Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta ngồi ở đây để mà có vài điều tâm sự chia sẻ về tất nhiên là vấn đề học tiếng Anh ha. Và nhà tài trợ hôm nay đó là món trà đạo của Mrs. Hà. Qua rất là nhiều năm mà thầy không gặp lại những người bạn ngày xưa, nếu mà học cấp 2, cấp 3 á, mấy bạn nhắn tin nói: "Ê Martin, ê mày, lúc gà mày học tiếng Anh giỏi quá, tao thấy ngày xưa mày học tiếng Anh dở ẹt, có gì đâu mà giỏi đâu mà nay làm thầy rồi mày. Ê chỉ tao bí quyết học tiếng Anh như thế nào giỏi đi, tao học hoài nó không vô được miếng nào." Rất là nhiều bạn tin hậu vậy đó. Thêm cái nữa là những người bạn đi làm chung bây giờ, những người bạn đang sống gần ở thành phố, rồi học trò, học viên, có rất là nhiều học viên cũng hỏi là bí quyết học thế nào, hãy chỉ cho em học thế nào cho giỏi cho nhanh. Thì thật ra vấn đề này á, có rất là nhiều clip trên mạng, có rất là nhiều thầy cô, không phải riêng gì thầy Martin, rất nhiều luôn, những cái trang mạng, trang tiếng Anh nổi tiếng cũng đã từng trả lời và giải quyết vấn đề những bí quyết học tiếng Anh. Mọi người có thể tham khảo, thì mỗi người đều có một cái suy nghĩ riêng, có cách riêng, nhưng mà nhìn chung tất cả các thầy cô giáo chia sẻ nhau thì đều có những cái điểm chung. Và hôm nay ở không làm gì chúng ta cũng chia sẻ với nhau ở coi cách của thầy Martin cái tư tưởng như thế nào ha. Thì học tiếng Anh không có khó đâu mọi người, không phải tại vì thầy học đang học chuyên Anh gọi ra mình nói vậy. Nhưng các bạn cứ suy nghĩ gì nè, tiếng Anh nó như tiếng Việt vậy, nó cũng chỉ là đơn giản là ngôn ngữ để truyền đạt, để mà giao tiếp với nhau, nên chỉ cần mở miệng ra nói nghe hiểu hết, không có gì ghê gớm. Chừng nào mà bạn nghĩ tới cái chuyện mà bạn viết văn viết thơ để văn chương mình nó lai láng hay ho thì đó mới khó, đúng không? Giống như tiếng Việt, một đứa trẻ sinh ra nó không biết đâu. Nếu mà tiếng Việt bạn vậy cũng vậy, nếu bạn không nói tiếng Việt thường xuyên thì bạn cũng đâu có giỏi được. Thử ai bắt bạn nhốt đâu góc nào đó thì bạn ở tù vài năm ra tiếng Việt mà nói không lại người ta nữa, nên nó cũng bình thường thôi, đơn giản thôi chứ không khó gì hết ha. Rồi cái cách thứ nhất, dĩ nhiên là bạn phải học từ vựng, đó là dĩ nhiên, không thể nào né được, đúng không? Bạn phải có từ vựng, bạn phải học từ vựng thì bạn mới có. Còn nhiều bạn thì cũng đến lớp hoặc là bạn cũng mở ra nhưng bạn không coi, bạn không thuộc, nó không có nói, bạn không có vốn từ đâu mà nói chuyện. Sau khi các bạn khi bạn học từ vựng á thì bạn phải tra từ điển, bạn tra từ điển thì bạn xem coi, ngoài việc xem nghĩa là bạn phải mở ra bạn coi luôn cái phát âm của nó như thế nào, nó nhấn âm ở chỗ đâu, bạn nghe lại và xem những ví dụ bên dưới người ta dùng câu như thế nào, rồi ngữ pháp ra sao, nó là danh từ hay tính từ. Nói chung là cái đó bạn nào xuyên nó học thì có thể được, còn bạn nào nghe nhức đầu quá cái gì tính từ trạng từ ối bổ ngữ tùm lum, thôi kệ, bỏ qua kệ bài đi thôi, thì mình chỉ bằng với bạn câu ví dụ cho biết được rồi. Rồi cố gắng sử dụng những từ tiếng Anh bạn đã học trên lớp hoặc học với ai đó trong văn nói của mình, bạn phải dùng lại. Ví dụ như hôm đó bạn học được từ gì lạ mới, bạn phải áp dụng ngay. Ngày xưa mà thầy mỗi lần học tiếng Anh, học từ mới, học thuộc trên lớp rồi, là đang nghe thầy giáo hoặc cô giáo giảng nha, lại dưới đây suy nghĩ ra một câu nào đó, một câu hỏi nào đó để chuẩn bị hỏi thầy giáo hoặc hỏi một người bạn đó mà áp dụng luôn cái câu đó. Cái chữ mà mình mới vừa học, phải tìm cái cách, cái cơ hội để nói, chứ học nói mình sẽ quên. Bạn nói lần thứ nhất chưa hẳn là bạn nhớ đâu, nhưng cái từ đó bạn nói lần thứ hai và lần thứ ba, tới lần thứ ba chắc là sẽ nhớ rất là dài. Và hãy để ý là chúng ta thường nhớ dài những cái từ gì liên quan tới cuộc sống chúng ta, liên quan rất mật thiết với cái nghề của chúng ta, hoặc những cái từ mà sàm sàm á, những từ mà chửi, những từ đó có ý hơi đặc biệt. Ví dụ như là người đẹp trai handsome, đẹp gái xấu xí, hơi khùng, hay là nhãn, hay là cút xéo, bị khùng quá, bị điên quá, những cái từ như vậy thì bạn nhớ là dai không sao đâu, bạn cứ hay nhớ, bạn cứ dùng thì bạn sẽ nhớ dai thôi. Ví dụ như là bạn hôm nay bạn học từ go away, đi chỗ khác, đi ra ngoài, get out, rồi bạn cứ áp dụng. Ví dụ như ngồi gần cái đứa bạn kế bên, bạn nói chuyện xàm quá, get out, khi nó giỡn chơi vậy, nhưng mà bạn lại nhớ từ vựng.
rồi không bằng nói oh he's so handsome, she's so beautiful, oh my god, amazing, wonderful, cứ dùng, cứ nói đại thôi. Rồi nên cái việc mà nói quan trọng đó, tại đó ngôn ngữ con người và loài vật nó khác nhau chỗ là phát ngôn, nên bạn cũng giỏi bạn cứ nói, bạn cần biết là đúng hay sai, bạn cũng cần biết ngữ pháp như thế nào quan trọng. Chỉ bạn nói ra thì người ta, ví dụ như giáo viên trên lớp người ta thấy sai người ta sửa, còn bạn không nói bạn im trong miệng bạn, bằng trong đầu bạn, đến một lúc bạn phát ra thì lúc đó tư tưởng bạn đã sai bấy lâu nay rồi, bạn nói ra sai lúc đó người ta mới cười bạn. Với cái là khi bạn học trên lớp á, ai cũng là bạn bè, ai cũng là người học tiếng Anh, ai cũng dở như nhau, không có gì phải mắc cỡ cả, đúng không? Tự nhiên tại sao đó không cơ hội bạn không đi nói tiếng Anh, đúng không? Nếu bạn đi ra ngoài khơi khơi bạn đi nói tiếng Anh á, người ta mới nói bạn là chảnh, chảnh chẹ, bài đọc này kia kia nọ, vô lớp ví dụ như bạn nói tiếng Anh có ai đòi cười, đúng không? Có cơ hội luyện cứ luyện đi, đúng không? Còn không lẽ giờ ở nhà luyện với mẹ với cha anh chị em lâu ra nói tiếng Anh nữa, có ai chịu nói với mình không, có ai biết để nói không, đó là cơ hội tốt mà sao không nói được, cố gắng đi, nó ở bất cứ nơi đâu cứ luyện nói. Vào một cái chia sẻ hồi xưa thì đi làm cái thổ ban đầu cũng học Anh ngữ ra, nhưng mà mình không có môi trường tiếp xúc nhiều, mình cũng không có nói nhạy đâu, đúng không? Thì cái cách là gì, bạn có sự chuẩn bị tốt, ví dụ như trước khi bạn phỏng vấn tiếng Anh mà không giỏi, bạn cứ luyện những chuyện, những cái câu hỏi thường không dùng về cá nhân. Bạn làm việc trước đó bạn làm việc ở đâu, rồi bạn sở thích của bạn là gì, rồi bạn làm công ty cũ được bao lâu, bạn sống với ai, ba mẹ làm nghề gì, rồi những câu hỏi về cá nhân. Dĩ nhiên những câu hỏi cá nhân nó không khó với bạn đâu, bạn ngồi bạn luyện tới đi, cái vô phỏng vấn người ta hỏi có mấy câu, thật ra những kia ta chủ yếu ta chỉ coi tiếng Anh của bạn có giỏi hay không. Ta hỏi cho hai câu à. Why do you study English? Why do you come here? Rồi hoặc là what's your plan in the future? Gì đó, những cái mặt trong tương lai bạn. Bạn chỉ cần trả lời có một câu mà cái cách của bạn trả lời lưu loát á, người ta thấy, người này tiếng Anh cũng tốt ha, người ta không hề test nữa đâu. Nói gì vài câu người ta thấy ok rồi, người ta không test nữa, người ta thay đầu. Đâu có ai biết được những kiến thức khác bạn không biết, mà bạn chỉ biết vấn đề những từ cá nhân, tại vì cái đó bạn có sự chuẩn bị rồi, đúng không? Đâu ai biết đâu. Ví dụ như ngày xưa hay đi làm, trước khi chuẩn bị, sếp là người nước ngoài, trước khi mình chuẩn bị gặp sếp, cái mình sẽ suy nghĩ trong đầu chuẩn bị nói gì ta. Mình sẽ nói là sếp ơi, đây là bản báo cáo em đã làm xong, sếp ký giùm em. Ngày xưa thầy làm công ty người Hoa, và công ty đó vừa sử dụng tiếng Hoa, sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh luôn. Thì có một sếp thì có thể nghe được tiếng Anh, có một sếp thì chỉ nghe tiếng Hoa thôi. Thì lúc đó tiếng Hoa của thầy, ngày xưa tiếng Hoa thì tốt hơn, nhưng bây giờ lâu rồi không dùng, cũng quên rồi. Thì lúc đó mình chia sẻ những đề học ngôn ngữ ha. Thì đó làm gì? Suy nghĩ sẵn, viết sẵn tại giấy cũng được, nhầm sẵn mấy câu. Ví dụ như câu là excuse me sir, excuse me madam, this is my report, please. May I have your signature, hay là please sign here, gì đó, làm ơn ký giùm chỗ này. Và sẵn mình suy nghĩ luôn là lỡ như mình nộp vô cái ổng xã hội cái gì đó, một cái câu gì đó nữa thì sao? Bản thân bạn đi làm mà sẽ đoán được những cái tình huống có thể xảy ra, bạn suy nghĩ sẵn câu trả lời luôn, vô quốc ầm, đúng không? Thì lúc đó xin tiếng Hoa của thằng này cũng giỏi ta, mày gốc người Hoa nhớ mẹ vợ quý sư. Ví dụ như những bạn đồng nghiệp tới ôi tiếng Anh bạn này tốt, tiếng Hoa bạn này tốt nhờ, nghe tốt thì gì đâu, cũng bình thường mà, tại vì bạn có sự chuẩn bị tốt đó. Nên đó là những cái bạn show ra cho người ta thấy, còn cái ruột trong ấy tự bạn hiểu, từ từ thì bạn sẽ giỏi, nhưng ít ra cũng là như vậy, còn hơn bạn chuẩn bị gì hết thì mấy mốt bạn cũng đâu học tốt được và cũng đâu có nói tốt được. Nhưng cố gắng giữ lại đi. Một cái nữa là cái việc mà học á, thời lúc mà bạn không nhất thiết phải ngồi bạn học quá nhiều đâu. Ví dụ như bạn có 20 bài, bạn ngồi học 20 bài, mỗi bài 10 từ, biết bao nhiêu từ không? Nếu bạn học 5 bài thôi, nhưng mà lượng từ nó bạn thuộc chắc, bạn nắm kiến thức và bạn lưu loát những từ đó, thì bạn cũng hẳn có thể là giỏi.
không cần phải học quá nhiều, bạn học nhiều quá bạn mà không review lại, không ôn lại, bạn không sử dụng là cũng quên rồi, nên là gai cũng không của họ ai có khả năng cứ học học. Còn nhiều bạn thì thấy giống như là bài 1, bài 2, bài 10, bài 20 tới bài 20 chứ quên lại bài 10, bài 8, bài 9, nên bạn phải câu lại xem lại mới dùng đó. Hồi xưa khi thầy đi học á, những đứa bạn mà nó ngồi gần này nó sợ, nó mệt. Có một người chị cũng học chung, chị kể trời ơi, hồi xưa tôi ngồi gần này tôi sợ mày lắm luôn á. Nhiều khi tôi thấy tao chuẩn bị ăn một ổ bánh mì cũng không được yên, mới đặt đích số cái mày hỏi. Tại hồi xưa là dùng tiếng Anh không mà vô lớp cứ ngồi cái bạn cái bên dùng tiếng Anh nói nhiều. Có bạn thì thích, có bạn thì không thích nói tiếng Anh đâu, các bạn ngại lắm. Mà mình hỏi thì bạn phải trả lời. Rồi cũng có bạn nói là học xong thì nói ừ cũng mang là tao ngồi chung với mày, hồi xưa tao không quen đâu, tao ngại lắm. Mà ngồi chung với mày nói tao nói ra theo cái hình quen. Đó, nên lên lớp bạn vô lớp. Hoặc là bạn vào công ty hoặc cái bên bạn là đó, bạn cứ dùng tiếng Anh nói cho quen đó. Hoặc là lấy gọi nếu như vào lớp học thì bạn chuẩn bị rất là nhiều câu hỏi, những câu hỏi bạn nghĩ bạn sẽ sử dụng những câu tiếng Anh đó như thế nào. Câu đó mình ví dụ mình muốn nói với người yêu như vậy nói sao ta, hơi lỡ như sếp mình hỏi câu đó mình sẽ trả lời như thế nào. Bạn liệt kê ra sẵn đi, bạn lên lớp bạn hỏi thầy giáo cô giáo, họ sẵn sàng giúp đỡ bạn, họ rất là thân thiện, chắc chắn luôn, chắc sure đó. Vấn đề là bạn hỏi thầy cũng nói với học viên người lớn, thầy cũng nói mỗi ngày cố gắng có thì 3 câu tới 5 câu hỏi lại đi. Bạn hỏi ngày nào bạn cũng hỏi sẽ tới một ngày bạn không còn gì để hỏi, có nghĩa là bạn sẽ giỏi rồi, bạn giỏi rồi mà không còn gì để hỏi đó. Như vậy rồi vấn đề kế tiếp đó là ngữ pháp bạn không giỏi nhưng ít ra những ngữ pháp cơ bản bạn cũng phải biết được cơ bản thôi. Ví dụ như hiện tại tiếp diễn là dễ dùng là she is cleaning the floor, he is hay là I am hay là they are, những cái đó cơ bản thôi, những cái thời cơ bản thôi, bạn không cần đòi hỏi nhiều đâu, dừng cái sai quá đáng là được rồi. Rồi rảnh thì đọc sách, đọc nhiều vô, đọc và học cái văn phong người ta. Tại vì khi mình mới học tiếng Anh á, mình không biết cách nói, mình không biết cách viết, mắc trước cái văn phong người ta, mắc trước y chang câu vậy á. Rồi sau đó cần mình chỉnh sửa lại vài chữ thôi, mình sửa vài chữ trong đó cái mình thành cái câu khác cho riêng mình. Đọc xong ghi chú lại, cái nào hay gạch dưới, cái nào giữ lại. Ngày xưa thì học như là đại học được 3 trang thì có thể note lại. Giờ bạn không cần note hết tất cả, mà note những gì cần thiết, những cái mình thích, những cái hay note lại. Và những cái đó rất là giống như những dạng chắc chiêu những từ vựng đó ghi lại. Còn mình đọc tới nhưng mà mình không nhìn, không câu lại hoặc là không nghiệm lại thì cũng như không, mà đọc 10 cuốn cũng vậy. Ghi chú lại. Rảnh rảnh thì lên mạng sợ xem phim, có cái bạn phải học, có xem những cái phim có phụ đề, có một số cái nó có điều chỉnh phụ đề. Một là đầu tiên mà coi phụ đề, lần thứ hai mà sẽ coi phụ đề, lần thứ ba mà tắt luôn xe nghe lại, có nghe nhiều lần. Một khi chúng ta sẽ có cảm giác sao tại sao cứ học bài đó vào hoài, chúng ta nghe cái đoạn nghe hoài chán quá. Những khi bạn nghe 10 đoạn nhưng mà không bằng, bạn ngồi bạn nghe kỹ 2-3 đoạn thôi, 2-3 bộ phim hoặc 2-3 cái đoạn luyện nghe đi, 2-3 cái chắc một lòng, sau đó bạn tắt, bạn tự nói lại được thì nó vẫn có ý nghĩa hơn. Xem phim, xem nhẹ, hát những bài hát bằng tiếng Anh. Nếu bạn thích âm nhạc thì bạn cứ hát, không có thì thôi, sao, không có gì cách. Thật ra mình không thích của mấy cái quỷ gì đâu, sợ mập thì mình không có thích ngọt ngọt. Nhưng mà tại vì hôm nay không có cái gì uống, không có gì ăn, cái bên không có bán gì chơi, cũng cho đỡ buồn, cho đỡ gặn chứ mong. Cái kế tiếp bạn phải ghi chú, bạn có cái thói quen take note, ghi chú lại. Không phải cái việc học không, mà cả việc đi làm thì cái thói quen lúc nào cũng nên có một cái sách ghi nháp trên bàn. Hay là người sử dụng ghi nháp kinh khủng luôn đó. Sao bạn có hứa đi ghi chú thì sẽ học hỏi được nhiều. Mình không ghi mình không nhớ đâu, cả công việc cũng vậy, tự nhiên có rất là nhiều thông tin đó.
mà bạn nghe nó thậm chí nghe điện thoại có khách hàng tới hello yes yes oh okay, xong cái bỏ điện thoại xuống cái ủa nãy em nói gì quên rồi. Đó, người ta nói 5-7 món mà bạn ghi được 2 món, nên lúc bạn nghe bạn phải ghi, đó là công việc ha. Còn trong học tập cũng vậy nữa, lúc bạn nghe giáo viên giảng, bạn ngồi bạn nghe cái tai bạn dí gì tờ giấy nháp dí xấu cũng được, gì giặt quạt vẽ cũng quan trọng, dí gì lại nghe những gì họ nói. Cái lúc mà họ, bạn đừng đợi tới họ ghi tới bạn những từ ai năm từ này 10 từ này, các bạn đọc theo họ nghe, bạn tập trung đến 10 từ đó trong quá trình mà họ đang giảng bạn, là vô tình họ ra những kiến thức rất là quý giá, những cái mà đúc kết của riêng bản thân họ mà không ai, mà không có trong sách đâu. Đó là một cái nguồn cảm xúc tự nhiên, nó lúc nó mỗi lớp họ dạy khác chứ không giống, tùy theo tình huống thực tế. Quá trình chia sẻ nghe ghi lại rồi thấy những người bạn kế bên nói chuyện với nhau, từ này hay ta, ấy ghi lại sử dụng, không? Rồi thấy trong bộ phim đen thấy gì hay ghi lại, hoặc đi trên đường mà thấy một bạn hiểu cái chữ tiếng Anh là ta, bạn tra mà thấy hay ghi lại, cái thói quen ghi chú rất là quan trọng. Không phải một cái nhược điểm của nhiều bạn khi học tiếng Anh trên lớp đó sao, khi thầy đặt câu hỏi thì hỏi giao tiếp tiếng Anh với một bạn E, thì những bạn BCD các bạn ấy không có ngồi nghe, tại vì bạn ấy có cái tư tưởng là gì, ý đâu phải hỏi tôi đâu, trời ơi hai người đó nói chuyện chuyện đi, tôi ngồi đi chơi, có nghĩa là bạn không bị áp lực, bạn không quan tâm. Nhưng thật ra bạn nên lắng nghe cái đoạn hội thoại đó, tại vì đó không phải là lúc bạn đang nói chuyện, thì lúc đó cái áp lực bạn không cao, thì khả năng bạn nghe được tốt là nhiều. Còn khi mà họ đang nói tiếng Anh với bạn thì bạn áp lực nhiều, bạn nghe không tốt, bạn nghe không hiểu. Thì lý do tại sao mình có cái việc gì nè, ai nói tiếng Anh với mình, ông người nước ngoài, ông xếp ngoài đã nói thế, bạn nghe không hiểu, nhưng mà người ta nói chuyện nhau, anh bên sẽ nói chuyện nhau, các bạn nghe và đứng ở kẻ thứ ba và nghe và sẽ hiểu và nói, tôi nghe, ủa sao kỳ, sao những câu hỏi của bạn mình nghe được mà sao tới lúc mình bị hỏi mình trả lời không được, bạn hay có lý do như vậy, bạn hay nói như vậy đúng không? Nên cái lúc đó lúc mà tư tưởng mình rất tốt, tại sao bạn không luyện nghe, phải nghe, đừng có thờ ơ, đừng nghĩ, thôi không phải hỏi tôi, không phải lượng với tôi, đừng quan tâm, không phải vậy, nghe hay, ghi chú lại, không? Và cái cuối cùng là phải nỗ lực học tiếng Anh, bạn phải nhớ chuyện là học tiếng Anh vừa tốn tiền, bạn có những cái bạn tốn tiền mua một dịch vụ cho bạn, người ta phục vụ bạn, cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tiếng Anh là một điều rất là khác lạ, đó là vừa tốn tiền, vừa phải tự phục vụ, tự lo cho mình, chứ không ai lo cho mình cả. Có những bạn không hiểu được vấn đề thì bạn nghĩ giống như khi vào trung tâm tiếng Anh đó, nó giống như là vô một cái nơi gì đó linh thiêng, nó có hào quang chiếu sáng, tự nhiên bạn bước vô là nó rậu vô cơ thể bạn, hay vô óc bạn, các bạn thông minh ra, các bạn học giỏi lên, không có đâu nha. Giáo viên họ lúc nào cũng thân thiện và luôn luôn hỗ trợ mình hết mình, chắc chắn luôn. Và họ chỉ hướng dẫn bạn thôi, bạn giỏi hay bạn dở vẫn là do bạn, bạn có chịu học hay không. Nếu bạn không học tét, bạn không chịu học, có trời mà xuống cũng vậy. Nên cũng sẵn chia sẻ với các quý phụ huynh luôn là đừng bao giờ phụ huynh áp đặt hay là đặt một cái nặng là vô nhà trường, nhà trường mà có trách nhiệm thế này thế kia, hay là cô giáo phải chịu trách nhiệm chuyện thế kia, tôi trả tiền mà, tôi trả học phí mà, mình đừng có nặng chuyện tiền bạc. Mình làm mình suy nghĩ như vậy là sai rồi. Học hành là do mình, do bản thân con mình nó có nỗ lực cố gắng hay không, đúng không? Giờ nó không chịu học, giống như ăn đi, dù cái món nó có ngon nữa, bạn không thích ăn nó nhét trong họng mà cũng không thích, đúng không? Nên chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực, phải cố gắng, phải vượt qua, sẽ giàu thôi chứ không gì đâu. Mong là những cái chia sẻ của thầy Martin sẽ có kiến thức cũng như là những cái suy nghĩ thêm cho các bạn, thì các bạn có thể học tốt. Nói tóm lại, cái điều quan trọng mà nãy giờ nói tùm lum tà la đó là gì? Bạn phải học từ vựng. Thứ hai, có từ vựng rồi, cố gắng sử dụng từ vựng đó trong văn nói mà.
nó mọi lúc mọi nơi cứ nói nó ha. Bởi những người nào nhiều chuyện, những người mà nói nhiều, hãy để ý những bạn nam tiếng Anh tốt hơn bạn nữ. Bản thân tiếng Việt bạn cũng ít nói, bạn là người ít giao du, bạn là người ít nói, bạn nội tâm quá thì tiếng Việt bạn cũng không được lưu loát, thì làm sao học tiếng Anh lưu loát? Lúc đó bạn học 10 năm sau cũng y chang vậy hả? Đó là cái tính cách. Còn những bạn nam nào mà hơi lanh lanh tí, hay chọc chọc mấy cô kiểu dùng tiếng Anh hay ghẹo, rồi những bạn đó là học tốt. Hãy có một bạn học trò như vậy cực kỳ học tốt về mặt nói luôn. Đầu tiên bạn nghe tốt, nói giỏi thì bạn hãy nghĩ tới cái chuyện là bạn học văn viết và văn đọc. Còn tiếng Anh mà chúng ta nghe nói không tốt thì mà ta chuyển qua học đọc học ngữ pháp nó là khó vô. Nên nhớ là cố gắng nói mọi lúc mọi nơi. Cái hai là có thói quen là ghi chú lại đó, ghi chú nốt lại. Và ba là phải nỗ lực bản thân. Chắc chắn nếu bạn làm đúng những gì thầy nói thì bạn sẽ giỏi. Đương nhiên bạn giỏi, thậm chí bạn giỏi hơn thầy nhiều nữa. Bản thân thầy cũng đang làm những cái chuyện như vậy. Là giáo viên đi nữa thì nếu không sử dụng một cái chuyên ngành của mình, không nổi tiếng Anh thì sẽ bị quên thôi. Đó là dĩ nhiên, đó là đương nhiên, nên không có ai là thần thánh nữa cả. Nên cứ thoải mái tí. Tiếng Anh như tiếng Việt nó cũng chỉ là ngôn ngữ. Thiệt á, cứ làm vậy đi ha. Ai mà làm đi chen vậy mà không giỏi được á, tôi sẽ ok thôi, kiếm chị ăn đây. Còn giờ quý vị ơi, cái tay quý vị nha.